Bài 2, hàm số lượng giác. Buổi 1 nhá. Đây phần 1 nhá. Nào, hàm số lượng giác. Hàm số lượng giác. Nào, hàm số thì sẽ có cái gì? Các bạn chú ý ra những cái vấn đề các em sẽ học về hàm số như sau. Hàm số thì thứ nhất, cái vấn đề đầu tiên của hàm số đó chính là tìm điều kiện, đúng không? Trong một hàm số thì các em luôn phải tìm tập xác định điều kiện. Thì các bạn chú ý nhá, có những dạng toán sau đây. Một là bài tìm tập xác định này. Tập xác định đúng không? Tìm điều kiện của nó. Bài toán thứ hai là bài toán về tính chẵn lẻ. Các em còn nhớ tính chẵn lẻ của lớp 10 không? Hàm chẵn hàm lẻ có nhớ không nhỉ? Hàm chẵn hàm lẻ như nào này? Tiếp theo, tính chất là gì nhỉ? Min max. Đúng không? Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Đấy. Còn vấn đề gì nữa nhỉ? Về tính gì nhỉ? Đồng biến, nghịch biến. Đồng biến, nghịch biến. Đấy. Tính đồng biến, nghịch biến. Và tiếp theo là tính về chu kỳ nhé. Chu kỳ. Đấy. Và dạng cuối cùng là đồ thị. Đồ thị. Đấy. Nó sẽ có một số cái tính chất mà mình sẽ đi. Ở bài đầu tiên mình sẽ đi vào từ tập xác định và chẵn lẻ nhé. Hai đầu tiên. Đấy. Min max, đồng biến, chu kỳ và đồ thị thì mình sẽ đi sau. Nhá, bài này sẽ khoảng 3 bài đấy. Em nhớ chưa? Tập xác định, chẵn lẻ, max min, đồng biến, nghịch biến, chu kỳ và đồ thị nhá. Hôm nay mình sẽ học tập xác định là chẵn lẻ. Đấy. Đấy. Cái mình sẽ ghi cho anh dạng 1 là tập xác định. Tìm tập xác định là điều kiện nhá, tìm điều kiện. Nhá. Tìm tập xác định. Tìm điều kiện, được chưa? Bạn nhớ có một số vấn đề này. Thì nhá, anh Hoàng này. Tìm điều kiện thì hồi trước thì mình có những cái điều kiện nào của hàm số nhá. Giả sử anh có nhá, hàm số y bằng căn của fx đi. Thì điều kiện là gì các em? Điều kiện gì nhỉ? Nào, nếu hàm căn thì điều kiện là gì các em? Căn phải làm sao? Fx phải như nào các em nhỉ? Thì biểu thức trong căn phải lớn đi nhỉ? Lớn bằng 0, đúng chưa? Lớn bằng 0. Nếu có căn thì biểu thức trong căn phải lớn bằng 0, đúng không? Tiếp theo, có mẫu thì sao? Y bằng fx trên gx. Đấy, đúng không? Có mẫu. Thì các em tìm điều kiện là gì các em nhỉ? Điều kiện sẽ là mẫu phải làm sao đây? Khác không, đúng chưa? Gx khác không. Đấy. Đấy, khác không nhá. Tiếp theo, một cái nữa. Có căn này, có mẫu này. Rồi bây giờ căn ở mẫu thì sao? Y bằng fx trên căn gx. Thì điều kiện là gì các em nhỉ? Nào, điều kiện gì đây? Fx trên căn gx nhá. Điều kiện sẽ là gì nhỉ? Mẫu phải làm sao? Lớn hơn 0. Không có dấu bằng đúng không? Gx phải lớn 0. Tại sao? Tại vì có căn thì lớn bằng 0, nhưng mẫu thì không được bằng 0. Vậy gx phải lớn 0. Đấy. Đấy, đây là 3 cái các em học của hồi trước đúng không? Hồi lớp cấp 2 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ học thêm 2 điều kiện nữa. Điều kiện là gì đây? Các bạn nhớ này, y bằng sin x, y bằng cos x. Không có điều kiện nhá. Tập xác định D bằng R luôn. Nhớ chưa? Sin và cos không có điều kiện. Các em chú sin và cos không có điều kiện gì cả. Đấy. Nhà sin cos không có điều kiện của x. Đấy. Còn đâu? Tan và cotan thì sao? Đây các em chú nhá. Tan và cotan thì sao? Đấy nhá. Tan này. Tan x. Các em biết điều kiện là gì không? Tan x điều kiện là gì không? Tan bằng gì các bạn nhỉ? Tan bằng sin nhân cos đúng không? Tan bằng sin nhân cos. Vậy điều kiện sẽ là cos x khác không? Cos x khác không? Nào, cos x khác không thì x khác bao nhiêu các em nhỉ? Ở dấu bằng thì mình học rồi. Cos x bằng 0 thì x bằng bằng gì nhỉ? B trên 2 cộng KB đúng không? Đúng không? Nếu mà bằng 0 thì nó sẽ như này. Công thức đặc biệt ý. Thì nhưng mà mình sẽ khác thì mình ấn kia ở số khác thôi. Nhớ nhá. Đấy. Tan thì bằng sin trên cos thì mẫu phải khác không? Vậy x phải khác b trên 2 cộng kv. Rồi, đấy là tan. Còn cotan thì sao các em biết không? Cotan x thì sao? Cotan x thì bằng gì các em nhỉ? Cos trên sin đúng không? Đó, cos trên sin. Vậy điều kiện là mẫu phải khác không? Mẫu khác không. Điều kiện theo gì nhỉ? Điều kiện là mẫu khác không. Sin x khác không. Và x phải khác bao nhiêu đây nhỉ? X khác kv nhá. X khác kb, được chưa? X khác kb. Đấy. Mình sẽ học thêm 2 cái tan và cotan. Các em nhớ chưa? Có mẫu thì mẫu khác không?
Có căn thì căn lớn bằng không. Tan cả cô tan thì sao? Tan thì sao? Tan là mẫu, mẫu phải khác không này. Cô khác không. Cô tan thì bằng cos trên sin, sin khác không. Đấy. Có 5 cái điều kiện này em cần phải nhớ. Nhớ chưa? Và mình sẽ làm vào bài nha. Cái nhìn ví dụ mẫu này. À, tìm tập xác định của hàm số. Tập xác định của hàm số. Thì đầu tiên các em để này, có căn, có mẫu, có tan, có cô tan thì là điều kiện đúng không? Có căn này, có mẫu này, đúng không? Có tan, có cô tan thì mới có điều kiện. Sin cos thì không có điều kiện. Vậy các em nhìn câu A đi, nhìn câu A này. Y bằng cos của 3x cộng bi trên 3. Câu này có điều kiện là gì không các em? Không có điều kiện, không có căn, cũng không có mẫu, không có tan, không có cô tan. Vậy câu A tập xác định sẽ là gì các em ơi? B bằng R. Được chưa? Không, không có điều kiện gì cả nhá. Cos không có điều kiện gì cả. Đấy. Cos điều kiện là tập xác định là R nhá. Đấy, câu A. Tiếp câu B. Các nhìn câu B anh nhìn này. Y bằng tan 2x trên 1 cộng cos bình, đúng chưa? Thì đầu tiên các em thấy có gì nhỉ? Có mẫu, có mẫu. Có mẫu thì điều kiện mẫu phải làm sao các em nhỉ? Đầu tiên các em phải có mẫu chưa? Thì điều kiện mẫu phải là khác không? Điều kiện sẽ là thứ nhất có mẫu khác không đúng không? 1 trên cos bình x phải khác không? Đúng chưa? Mẫu khác không nha. Tiếp theo các em lại ngoài mẫu ra nó còn có gì các em ơi? Có tan của 2x đúng không? Thì tan thì bằng sin trên cos. Tan 2x thì bằng sin 2x trên gì nhỉ? Cos 2x đúng không? Vậy điều kiện cos 2x phải làm sao đây? Khác không? Đấy nhá. Cos 2x phải khác không? Cos 2x khác không? Hiểu chưa? Các em phải, các em không phải viết là tan bằng sin trên cos đâu, mà các em phải tự hiểu là mẫu sẽ là có chữ cos nữa, cos 2x nữa. Thế nên cos 2x phải khác không? Hiểu chưa? Nào, cos 2x khác không thì sao các em nhỉ? Cos x khác không thì x khác mấy? Bi trên 2 cộng ga bi đúng không? Vậy 2x khác không thì các em thay chữ x thì bằng chữ gì nhỉ? 2x thôi, nhớ chưa? Nào tương đương với, anh xử lý gạch dưới trước nhá. 2x khác không thì 2x sẽ khác bao nhiêu đây? Khác. Đây. 2x khác bi trên 2 cộng ga bi nhá. Bi trên 2 cộng ga bi. Bi trên 2 cộng ga bi. Được chưa? Đấy. Nào, còn 1 cộng cos bình có luôn khác không các em ơi? Luôn đúng không? Tại vì sao? Cos bình chuyển về sang này, cos bình x khác trừ 1, các em luôn đúng rồi. Bình phương thì luôn luôn khác số âm, các em luôn đúng nhá. Đấy. Vậy thì chúng ta giải ra chúng ta chỉ có gì nhỉ? X khác bao nhiêu đây? X khác bi trên 4 cộng ca bi trên 2. Đấy. Được chưa? X khác bi trên 4 cộng ca bi trên 2. Rồi. Hoặc các em phải trình bày như sau là điều kiện B bằng R trừ đi phần tử bi trên 4 cộng ca bi trên 2. Đấy. Ok chưa? Đấy. Nhớ chưa? Nhận điều kiện này. Có mẫu thì mẫu khác không? Có tan thì điều kiện phải là gì nhỉ? Cos khác không? Được chưa? Đấy. Câu C nhá. Y bằng căn của 1 trừ sin trên 1 cộng tan x đúng không? Thì đầu tiên các em thấy có căn và có mẫu. Có 3 cái là có căn này thì điều kiện như nào các em nhỉ? Điều kiện là gì đây? Thứ nhất có căn. Có căn thì điều kiện là 1 trừ sin phải như nào các em ơi? 1 trừ sin phải lớn bằng gì nhỉ? Bằng 0 đúng không? Điều kiện có căn nhá. Tiếp theo có mẫu không các em ơi? Có mẫu. Mẫu được thì mẫu phải khác. Khác gì các em nhỉ? Khác không? Nhưng 1 cộng tan x phải khác mấy? Khác không? Đúng không? Có mẫu thì mẫu khác không? Tiếp theo có gì nữa các em nhỉ? Có tan đúng không? Tan bằng sin trên cos. Vậy cos phải khác không nữa? Cos x khác không nữa nhá. Nhớ chưa? Cos x khác không nữa. Đấy. Đúng không các em? Tại vì tan bằng sin trên cos mà, cos phải khác không? Đấy, ba cái. Căn này, có mẫu và có tan. Vậy các em giải từng cái một nhá. Nào, 1 trừ sin x lớn bằng 0 thì sin x sẽ như nào các em ơi? Nó là 1, đúng chưa? Chuyển về sang. Sin x nhỏ bằng 1 là đúng hay sai các em ơi? Luôn đúng, đúng không? Sin thì luôn nhỏ bằng 1, tại sin thì nằm từ âm 1 đến 1. Các em luôn đúng nhá. Các em luôn đúng. Tiếp theo, 1 cộng tan x khác 0 thì tan x phải khác mấy các em nhỉ? Tan x khác mấy? Khác 1 đúng không? Tan x khác 1 nhá. Tiếp theo, cos x khác 0 thì x khác bao nhiêu đây? X khác bi trên 2 cộng ca bi. Đúng chưa? Đấy. Tương đương với cái đầu tiên luôn đúng nhá. Tan x khác 1 thì x khác bao nhiêu biết đâu? Tan bao nhiêu bằng 1 nhỉ? Tan 45 độ bằng 1 đúng không? Vậy thì
giải phương trình thôi. Thay vì là tan x bằng 1 thì các em giải tan x khác 1, chứng tỏ x phải khác bao nhiêu đây? Bi trên mấy? Bi trên 4 cộng k bi. Đúng không? Đấy, phương giải phương trình tan x bằng 1 thì x bằng bi trên 4 cộng k bi. Thì tan x khác 1 thì thay dấu bằng một dấu khác thôi nhá. Và x khác bao nhiêu nữa? Tan x khác trừ 1 nhá. Trừ 1 đây nhá. Thì cho em là sẽ bao nhiêu đây? Phải dấu âm, đúng không? Đấy. Nhớ chuyển bế sang, em giải ra. Vậy x khác bao nhiêu đây các em? X khác bi trên 2 cộng k bi. Đấy. Nhá, tan của trừ bi trên 4. Rồi. Đấy, kết quả như này nhá. Các em phải kết luận là d bằng r trừ đi thằng này cũng được. Không thì cứ để y này cũng không sao. Được chưa? Để câu C nhá. Câu D là y bằng cotan x cộng bi trên 3 đúng không? Rất nhiều bạn đây cotan nhá. Chữ cos nó khác nhau nhá. Các em phân biệt chữ T và chữ S nhá. Cotan thì bằng gì các em nhỉ? Cos trên sin đúng không? Cotan bằng cos trên sin thì chứng tỏ là mẫu sẽ có sin. Vậy điều kiện câu D là gì các em ơi? Sin phải khác mấy? Sin của x cộng bi trên 3 phải khác mấy? Khác không? Đúng chưa? Cotan bằng cos trên sin. Vậy sin phải khác không? Mà sin khác không thì công thức đây rồi. Đây, sin khác không đây. Sin khác không thì x khác bao nhiêu đây? K bi đúng không? X khác k bi. X khác k bi. Vậy cái thằng này phải khác k bi này. Bài này là x cộng bi trên 3 phải khác k bi. Được chưa? Vậy x phải khác bao nhiêu đây? Trừ bi trên 3 cộng k bi. Đấy. Nhớ điều kiện chưa? X khác trừ bi trên 3 cộng k bi. Đấy. Đấy. Và các em có thể kết luận. Cái này thì bạn nào thích kết luận thì cũng được, không kết luận không sao cả. D bằng R trừ đi trừ bi trên 3 cộng k bi. Đấy. Đấy nhá. Kết luận là như này. Hai này là giống nhau nhá. Chứ không đáp án trắc nghiệm lại có cái đáp án này thì các em không biết khoanh như nào. Thì hai cái này là như một nhá, nhặt nhau như nhau thôi. Đấy, cảm chú ý. Đấy, câu số D. Và tương tự câu E, câu F nhá. Tương tự câu E của em. Tương tự câu E của em nhé. Câu E là gì đây? Y bằng cotan x trên cos x trừ 1 nhá. Cotan x trên cos x trừ 1 nhá. Nào, câu này điều kiện là gì các em? Có căn không? Không có căn. Nhưng có gì đây? Có mẫu. Có mẫu thì điều kiện là gì đây? Mẫu phải khác. Mẫu phải khác không? Cos x trừ 1 phải khác không? Được chưa? Cos x trừ 1 khác không? Yeah. Có mẫu thì mẫu phải khác không? Tiếp theo, có cotan không? Có cotan. Có cotan thì cái gì phải khác không các em nhỉ? Sin phải khác không đúng không? Vậy cotan bằng cos trên sin. Sin x phải khác không? À. Có mẫu không? Có căn không? Có tan hay cotan không? Ba cái các em phải suy nghĩ trong đầu. Tương đương với cos trừ 1 khác không thì cos x khác bao nhiêu? Khác 1. Và sin x khác không thì x khác mấy? X khác k pi, đúng chưa? Sin khác không thì x khác k pi nhá. Cos x khác 1 thì x khác bao nhiêu? Nào. Nào, cos x khác 1 thì x khác bao nhiêu kìa? Okay. Các x khác bao nhiêu không? Trong cái tờ công thức mình đã có rồi. Đây. Trong mọi tờ công thức gì? Đây. Từ trong tờ công thức này đã có rồi nhá. Có tất cả rồi. Nào, các em nhìn nhá. Cos x khác 1 đúng không? Các em nhìn cái 1 là trường đặc biệt đi. 1 thì x khác gì đây? K2V nhá. Công thức này K2V nhớ chưa? K2V. Như kiểu giải phương trình thôi. Nhưng mà thay vì là dấu bằng thì là dấu gì đây? Dấu khác. K2V nhớ chưa? K2V. Và sau này hai cái nghiệm này nó sẽ kết hợp lại được với nhau thành là x khác K2V thôi. Nhá. Em sẽ dạy các bạn vào một buổi riêng cách kết hợp nghiệm, kết hợp nghiệm, được chưa? Và xem nhớ đây, sau này thì những cái này có thể kết hợp nghiệm được nhá. Kết quả cùng sẽ là như này, hai thằng này sẽ gộp lại với nhau. Nếu bạn nào không biết thì có thể để im như này cũng được, nhưng mà sau này anh sẽ dạy riêng một buổi chỉ có ngồi kết hợp nghiệm thôi nhá. Nhớ chưa? Là phần này là phần khó, kết hợp nghiệm là phần khó, nhớ chưa? Kết hợp lại nhá. Đây là kết hợp nghiệm, kết hợp nghiệm, kết hợp nghiệm. À. Cảm chú ý. F là y bằng tan x cộng cotan 2x đúng không? Thì bài này nó không có căn, cũng không có mẫu, nhưng có tan và có cotan rồi chưa?
Có tan thì điều kiện là gì các em? Có tan thì điều kiện gì? Tan thì bằng sin trên cos, đúng chưa? Đây, tan thì là sin trên cos, điều kiện cos khác không? Có cotan thì bằng cos trên sin, thì sin phải khác không? Nhớ chưa? Đấy, vậy thì bài này thôi. Còn tan x thì phải là gì nhỉ? Cos x khác không? Đấy, tan bằng sin cos nhá. Cotan thì bằng cos trên sin. Vậy sin 2x phải khác không? Đấy. Tương đương với cos x khác không và sin 2x khác không nhá. Cos khác không thì x khác bao nhiêu nhỉ? X khác bao nhiêu? Đây cos khác không đây. Cos khác không x khác bi trên 2 cộng kb. Cộng kb nhá. Đấy. Sin khác không thì x khác bao nhiêu? 2x khác bao nhiêu đây? Kèm nhớ đây góc 2x nhá. 2x nhá. Sin x khác 0, x khác kb. Vậy đây góc 2x thì là 2x khác kb nhá. Vậy tương đương với x khác bi trên 2 cộng kb nhá, hoặc là x khác bao nhiêu các em nhỉ? Kb trên mấy? Kb trên 2. Ok chưa? Đấy. Và sau này các em sẽ học kết hợp nghiệm. Bây giờ các em chưa cần biết thì các em cứ để y như này nhá. Sau này các em sẽ biết kết hợp nghiệm thì nó sẽ thành là x khác kb trên 2 thôi nhá. Sau này các em kết hợp nghiệm, nhớ nhá, kết hợp nghiệm. Các em sẽ để sau nhá, để sau. Đấy. Còn đâu, các em hãy cố gắng chỉ cần viết ra đến đây cho anh là ok. Nhớ chưa? Đấy, buổi đầu chỉ cần viết đến đây là được. Sau này sẽ mình kết hợp nghiệm sau. Đây, đấy chính là cách làm. Các bạn chú ý, trong đầu phải có 3 cái suy nghĩ. Thứ nhất có căn không? Thứ hai có mẫu không? Thứ ba có tan hay có cotan không? Không có 3 cái đó thì tất cả D bằng R ấy. Phần 2 là như nào? Phần 2 là xác định tính gì các em ơi? Tính chẵn lẻ nhá. Tính chẵn lẻ nào dạng 2 là xác định tính chẵn lẻ. Tính chẵn lẻ của hàm số. À, tính chẵn lẻ của hàm số được chưa? Tính chẵn lẻ của hàm số. Thì đầu tiên nhá, các bạn còn nhớ cách tính xác định tính chẵn lẻ của hàm số không nhỉ? Còn nhớ chẵn lẻ là hàm chẵn là như nào, lẻ như nào không? Nào, vậy anh sẽ hướng dẫn như sau. Xác định tính chẵn lẻ của hàm số như sau. Thứ nhất, cả hai cái thì đầu tiên các em phải tìm tập gì nhỉ các em nhỉ? Tìm điều kiện đúng không? Tập xác định nhá. Tập xác định nhá. Là còn nó sẽ có một cái tính chất là với mẫu x thuộc D thì trừ x cũng gì nhỉ? Trừ x cũng thuộc D nhá. Đây là một cái câu nói để là hàm chẵn lẻ, có nghĩa là gì? X là x thuộc D tập xác định ý, thì trừ x cũng phải thuộc tập xác định, nó phải đối xứng như vậy nhá. Và tiếp theo, nếu hàm chẵn được chưa, hàm chẵn thì sao? Thì f của trừ x sẽ như nào với fx kem nhỉ? Bằng fx, được chưa? F trừ x thì bằng fx, hàm chẵn nhá. Hàm lẻ sao? Hàm lẻ sao kem nhỉ? F của trừ x thì bằng gì kem? Trừ fx nhá. Kem nhớ nhá, hàm chẵn thì f trừ x bằng fx, hàm lẻ thì f trừ x thì bằng trừ fx. Đấy, đây là tính chất của hàm chẵn hàm lẻ, nhớ chưa? Hàm chẵn thì hai này bằng nhau, hàm lẻ thì đối với nhau. Và không biết các bạn còn nhớ không? Các em biết là sin của trừ x thì bằng gì các em nhỉ? Bằng gì? Sin trừ x bằng gì nhỉ? Sin trừ x bằng gì? Sin trừ x bằng gì nhỉ? Bằng trừ của sin x. Còn nhớ công thức này không? Đấy. Vậy đối với các em sin là hàm lẻ hàm chẵn? Nào, sin trừ x bằng trừ sin x, sin lẻ chẵn các em? Đúng rồi. Đây, sin của trừ x thì bằng trừ sin x chưa? Vậy sin chắc chắn là hàm gì nhỉ? Hàm lẻ rồi. Được chưa? Hàm lẻ nhá. Tiếp tục này. À, tan của trừ x thì sao các em ơi? Bằng gì? Bằng trừ gì nhỉ? Trừ tan x. Có nhớ không? Vậy tan là hàm chẵn hay hàm lẻ? Lẻ đúng không? Đấy. F của trừ x thì bằng trừ fx, làm lẻ nhá. Cotan thì sao các em? Trừ x thì bằng gì các em nhỉ? Trừ cotan x. Đúng không? Ai quên thì lấy lại cái tờ phiếu. Trong tờ phiếu có nhá. Trong tờ này có nha, đây. Đấy, hai góc đối nhau. Trong đây có nhá. Vậy đi ra hàm lẻ hàm chẵn các em ơi. Hàm lẻ nhá. Còn duy nhất một thằng chẵn là thằng nào các em ơi? Cos đúng rồi.
Cốt chứa x bằng cốt x. Đúng chưa các em? Đấy. Cốt chứa x bằng cốt x chưa? Vậy suy ra đây hàm chẵn nhá. Đúng chưa? Hàm chẵn. Chẵn lẻ lẻ lẻ. Đấy, các bạn nhớ tính chất của hàm chẵn hàm lẻ nhá. Đây tính chất đây. Thường thì cái bài này tìm điều kiện hơi bị lâu. Thế nên mình sẽ đi vào cái thế nên các anh nếu mà các em muốn làm nhanh bài này thì các em cố gắng là mình xét cái này luôn, mình xét ngay luôn nhá. Chứ mình không nói chung tìm điều kiện hơi lâu đấy. Bài này tìm điều kiện lâu lắm. Đấy, các em nhớ lý thuyết nhá. Rồi mình sẽ làm vào bài tập luôn. Anh sẽ hướng dẫn các em các bước xác định chẵn lẻ. Và này có thể bấm được máy tính nhá, nếu làm trắc nghiệm. Nhưng mà trước hết các em phải làm bằng tay toàn bộ những câu này đã. Nào, bây giờ sẽ làm mẫu một vài câu cụ thể nhá. Các em nhìn câu A này. Anh làm mẫu câu A nhá. Bước thứ nhất các em phải tìm tập xác định cho anh. Nào, bài tập xác định là gì các em ơi? Tập xác định là gì các em? Nào, con này có điều kiện gì không? Điều kiện gì các em? 2 cốt 3x trừ 1 thì không có căn này cũng chả có mẫu đúng không? Có tan của cotan không? Không có thì D hoặc R. Đấy. Không có những cái đó thì D hoặc R nhá. Bước thứ hai. Các nhìn này. Fx thì bằng thằng này đúng không? Vậy các em phải tính f gì các em ơi? Em phải tính f gì đây? F trừ x nhá. Phải tính f trừ x nữa chưa? Nào tính f trừ x cho anh nào. F trừ x thì bằng gì các em? Nào f bằng trừ f trừ x nhá. F trừ x có nghĩa là chỗ nào có x thì các em thay bằng gì nhỉ? Trừ x, đúng chưa? Chỗ nào có x thay bằng trừ x. Vậy sẽ là 2 nhân cốt. Cho đây là 3x đúng không? Vậy mình sẽ thay thành gì nhỉ? Trừ trừ 3x cộng trừ đi 1. Cạn hình tương đúng không nhỉ? F trừ x thì đây là trừ x. Đây là x thì đây là x. Được chưa? Nhưng mình lại có công thức của mình là gì đây? Nào, cốt của trừ x bằng gì các em nhỉ? Cốt trừ x bằng gì? Cốt trừ x bằng cốt x không? Phải cốt trừ x bằng cốt x không? Vậy cốt của trừ 3x thì bằng gì các em nhỉ? Có đúng bằng cốt của bao nhiêu ơi? 3x. Có đúng không? Cốt trừ 3x thì bằng cốt 3x không? Đây này. Cốt trừ x thì bằng cốt x chưa? Đấy. Trừ đi 1. Tương đương suy ra nhá. F trừ x sẽ bằng. Ok chưa? Nào. Các bạn nhìn cho anh nhá. F trừ x thì bằng 2 cốt 3x trừ 1 đúng không? Tại vì anh rút gọn rồi mà, anh biến đổi rồi mà. Nào. Fx lại bằng gì đây? 2 cos 3x trừ 1. Các em xem có giống nhau không? Có giống nhau không các em ơi? Giống y hệt nhau luôn rồi chưa? Đúng không? Các em so sánh. Bước thứ 3 so sánh này. F trừ x thì nào với fx các em ơi? Như nào? Bằng nhau không? Bằng nhau chưa? Bằng nhau. Bằng nhau. Bằng fx được chưa? Đấy. Vậy chứng tỏ đây là hàm gì các em ơi? Hàm chẵn hay hàm lẻ? Hàm chẵn hay hàm lẻ? Hàm chẵn đúng không? Được chưa? Đấy. Các bạn chú ý nhá. Bước 1 là tìm tập xác định. Bước thứ 2 là gì đây? Xét f trừ x. Chỗ nào có x thì thay bằng trừ x. Bước thứ 3 là so sánh hai cái giá trị này. So sánh hai cái này nhá. Xem nó có bằng nhau hay không. Nếu bằng nhau thì làm gì các em ơi? Bằng nhau là hàm chẵn. Đối nhau thì hàm lẻ được chưa? Đấy. Còn đâu còn lại là không chẵn không lẻ. Được chưa? Còn lại là không chẵn không lẻ nhá. Các bạn nhìn câu B này. Câu B y bằng fx bằng x mũ 3 cộng sin x đúng không? Bước đầu tiên tìm tập xác định. Nào điều kiện là gì các em ơi? Nào mày có điều kiện không các em? Có căn không? Có mẫu không? Không có. Có tan không có, cotan không có đúng không? Vậy D bằng R nhá. Vậy thì tiếp tục tiếp theo. Nào cái máy tính này. F của gì đây? F của trừ x. F trừ x bằng gì các em? Nào, F trừ x bằng gì? F trừ x sẽ bằng gì đây? X mũ 3 thì chỗ này có x đúng không? Các em thay bằng gì nhỉ? Trừ gì? Trừ x mũ mấy? Mũ 3. Cộng với sin x đúng không? Thì sẽ bằng sin của gì nhỉ? Trừ gì đây? Trừ x. Đúng không? Vậy bằng gì đây? Trừ x mũ 3 thì bằng gì các em nhỉ? Trừ của đúng không? Âm mũ 3 thì thành gì nhỉ? Vẫn âm đúng không? Thành âm x mũ 3 cộng với sin trừ x thì bằng gì các em nhỉ? Trừ sin x. Ok, vậy các em sẽ nhóm đi vào đi. Nhóm vào đi. Nhóm dấu âm ra ngoài đi. X mũ 3 cộng sin x.
Đúng chưa các em? À, các nhìn này. X mũ 3 cộng sin x thì bằng gì các em nhỉ? X 3 cộng sin x bằng gì đây? X 3 cộng sin x bằng gì các em nhỉ? Em biết chưa? Em sẽ bằng trừ gì đây? Trừ của fx, anh so sánh luôn. Đúng chưa các em? Thầy phải là fx không? X mũ 3 cộng sin x đây này. X 3 cộng sin x đây. Đúng là em biết chưa? Vậy các em thấy là gì đây? F của trừ x thì bằng gì đây? F trừ x thì bằng trừ fx đúng không? Vậy hàm chẵn em lẻ. Hàm lẻ đúng không? Hàm lẻ nhá. Được chưa? Và các bạn chú ý này. Đôi lúc đó, ở trên lớp các em cần phải viết thêm một câu làm với mẫu x thuộc D thì âm x cũng thuộc D nhá. Em phải nói thêm một câu này thì nó sẽ được điểm tối đa. Mẫu x thuộc D này thì âm x thuộc D nhỉ chưa? Đấy, đôi lúc mình phải nói thêm một cái câu này. Tại vì mình xét F của âm x mà. Nếu mà âm x không thuộc D thì không thể nào có thể xét được F âm x đúng không? Đấy. Đấy, cách trình bày nhớ 3 bước nhá. Tính đồ điều kiện này, xét F trừ x rồi so sánh bằng nhau là hàm gì đây? Hàm chẵn đối nhau thì hàm gì đây? Hàm này. Đấy. Nào câu C nhá. Y bằng Fx bằng 3 cos x cộng sin bình x thì đầu tiên là gì đây? D bằng R nhá. Đấy, tại vì không có mẫu, không có căn. Tan và cotan không có. Đúng không? Thì các em nói một câu là với mẫu x thuộc D thì âm x cũng thuộc D nhá. Nào, sau mình sẽ xét F trừ x nhá. F trừ x này. Chỗ này có x thì thay bằng trừ x. Vậy là 3 cos của trừ x. Đúng không? 3 cos trừ x này cộng sin bình x là sin bình của trừ x bằng này. Cos của trừ x thì bằng gì nhỉ? Cos trừ x thì bằng cos x, đúng chưa? Đấy. Bằng cos x. 3 cos x cộng với bình phương thì giữ nguyên đúng không? Bình phương thì âm thành dương. Sin bình của x. Đấy. Nó có giống hết cái đâu không các em ơi? 3 cos cộng sin bình. 3 cos cộng sin bình vậy bằng fx. Đúng chưa các em? F trừ x bằng fx chưa? Giống hết nhau. Đấy. Bằng nhau nhá. Vậy chứng tỏ là hàm gì các em nhỉ? Hàm chẵn. Hàm chẵn nhá, được chưa? Hàm chẵn rồi. Câu C xong rồi nhá, hàm chẵn. Nào từ câu D. Câu D là hàm gì đây? Câu D này. Y bằng Fx bằng sin x cộng nhân cos bình x cộng tan x. Điều tiên là điều kiện là gì các em nhỉ? Điều kiện là gì? Bài này thì có mỗi x thì nhỉ? Có mỗi tan thôi đúng không? Tan thì bằng gì nhỉ? Sin nhân cos. Vậy cos khác không? Nhà cos đi khác không? Thì những cái này thì các em có thể không cần phải giải ra cũng được. Khi nào làm tự luận thì mình phải giải ra thôi. Còn trắc nghiệm thì không phải giải ra đâu nhá. Khi làm tự luận thì phải giải ra. Tại vì người ta chấm mà, cô giáo chấm thì phải chuẩn từng tí nhá. Tự giải ra nhá. X khác b trên 2 của KV. Nhớ phải nói một câu này khi đi thi nhá. Với mẫu x thuộc D thì âm x thuộc D. Nhớ chưa? Đấy. Nếu tự luận thì phải trình bày hẳn hoi ra. Cái đó trắc nghiệm thì xét luôn. Nào. F của trừ x nhá. F trừ x sẽ bằng gì đây? F trừ x sẽ bằng là gì đây? Sin của trừ x. Đúng không? Đây sin trừ x này. Sin trừ x nhân với cos bình của trừ x. Đúng không? Cộng tan của trừ x. Bằng này. Sin trừ x thì bằng gì nhỉ? Trừ sin x đúng không? Trong công thức rồi. Trừ sin x. Đấy. Nhân với cả cos bình x. Đúng không? Bình âm thì bình phương luôn là dương rồi. Tiếp tục, cái sẽ là trừ đi tan x đúng không? Trừ đi tan x nhá. Đấy, thì tan của trừ x bằng trừ tan x mà. Vậy các em nhóm dấu âm ra ngoài đi. Nhóm âm ra ngoài đi là âm sin x cos x bình này cộng tan x đúng không? Đó. Đúng không? Sin nó chính bằng gì luôn nhỉ? Nó chính bằng fx. Được chưa? Thằng này ở trong là fx. Vậy chứng tỏ là nó sẽ bằng trừ fx nhá, bằng trừ fx. Bằng trừ fx. Đấy. Trừ fx. F trừ x bằng trừ fx. Vậy đây là hàm gì nhỉ? Hàm lẻ rồi.
5 lẻ nhá. Và câu E này, Y bằng Fx và bằng sinx cộng tan x trên cos 2x, đúng chưa? Nào, câu này điều kiện gì các em ơi? Điều kiện gì? Điều kiện để đấy thôi, không phải giảng được nhá, đỡ bị mất thời gian. Nào, đầu tiên có mẫu không? Thì mẫu phải khác mấy? Mẫu khác không? Cos 2x khác không? Được chưa? Tiếp tục gì nữa nhỉ? Tan là gì đây? Là sin trên cos. Thì cos x phải khác mấy nữa? Khác không? Rồi các em tự giải ra nhá. Chấm chấm chấm. Rồi mình nói câu với mẫu x thuộc D thì âm x cũng thuộc D. Đấy. Rồi mình sẽ sang cái vấn đề chính luôn. S chứa x nhá. Bằng gì đây? Bằng sin của chứa x đúng không? Chỗ nào có x các em thay bằng gì nhỉ? Chứa x. Sin chứa x cộng tan của chứa x chia cho cốt của trừ 2x nhá. Đúng không? Bằng gì đây? Sin chứa x thì bằng gì nhỉ? Trừ sin x. Đúng không? Đấy, tan thì bằng trừ tan x. Đấy. Chia cho cốt. Cốt 2x thì bằng gì nhỉ? Bằng chính nó. Bằng cốt 2x luôn. Nhá, cốt của trừ 2x thì bằng cốt 2x. Nhóm dấu âm ra ngoài là trừ sin x cộng tan x chia cho gì nhỉ? Cos 2x. Đấy. Đồng kem nhóm dấu âm ra ngoài thì thằng này nó chính là gì luôn nhỉ? Chính là fx nhá, nó chính là fx luôn. Đây bằng là trừ fx. Đấy, trừ fx. Vậy là hàm gì đây? Hàm hàm lẻ. Đây. F trừ x bằng trừ fx, hàm lẻ nhá. Đây là fx. Rồi. Câu E xong rồi nhá. Đấy, tương tự câu F và câu G cũng làm tương tự nhá. Anh chữa luôn câu F nhá. Các nhìn câu F này. Câu F là Fx thì bằng cos x cộng cotan x trên sin 2x đúng không? Đầu tiên tìm điều kiện đi. Điều kiện là gì đây? Điều kiện là cotan phải làm sao các em nhỉ? Cotan là cos khác. Cotan bằng gì? Cos trên sin. Sin khác không? Tiếp theo là gì đây? Mẫu khác không nữa là sin 2x khác không? Rồi, tiếp theo cạn nói là với mẫu x thuộc D thì âm x thuộc D nhá. Nhớ phải nói câu này nhá. Tiếp theo này, các em xét F chứa x đi. Nào, F chứa x nhá. F chứa x nhá. Thì sẽ bằng gì đây? Cos chứa x đúng không? Cos chứa x. Cos chứa x này cộng cotan chứa x chia cho sin 2x đúng không? Sin 2x. Sin trừ 2x. Đấy, trừ 2x nhá. Vậy bằng gì đây? Cos chứa x thì bằng cos chứa x bằng gì nhỉ? Cos x. Chuẩn chưa? Trừ cotan. Cotan của chứa x thì bằng gì nhỉ? Trừ cotan x. Đấy, chia cho bao nhiêu đây? À, sin của là trừ sin của 2x. Đúng chưa? Đấy, trừ sin 2x. Rồi, các em nhóm nhóm đầu trừ ra ngoài nhá. Nhóm trừ ra ngoài nhá. Thì sẽ là gì đây? Em làm cho mất dấu trừ ở mẫu đi. Dấu trừ ở trên mẫu này, lên trên tử nhá. Là trừ cos x cộng mấy? Cộng cotan x chia cho sin 2x. Đúng chưa? Dấu trừ trên mẫu này mình cho lên tử là trừ cos này. Trừ trừ thành cộng cotan đúng không? Nhưng các em để này, nó có như nào với cả thằng cos x cộng cos cộng cotan trên sin nhỉ? Nó bằng không? Có bằng nhau không các em ơi? Bằng nhau không? Không bằng nhau đúng không? Nó có đối nhau không? Không đối. Tại vì nếu anh nhầm dấu trừ ra ngoài, nhầm dấu trừ ra ngoài thì thằng ở trong sẽ bị trừ, bị lệch dấu nhau. Chứ nó không thể nào bằng cái này được. Vậy nó không bằng, nó cũng không gì nhỉ? Nó không bằng đúng không? Nó khác này. Khác em biết chưa? Vậy chứng tỏ là gì các em ơi? Hàm không chẵn không lẻ. Nhá, không chẵn không lẻ. Không bằng là không chẵn này. Không đối là không lẻ. Được chưa? Không có tính chẵn chẵn lẻ. Đấy, các em chú ý nhá. Các em so sánh này, nó không bằng nhau, nó cũng không đối nhau thì là không chẵn không lẻ. Đầu tiên nhá, các em phải nhớ được cho anh tính chất này. Hàm chẵn thì hai cái này nhau với nhau các em ơi. Bằng nhau. Hàm lẻ thì hai này làm sao các em ơi? Đối nhau đúng chưa? Vậy nếu mà là x đúng không? X thì hơi khó. Anh sẽ chọn x là một số cụ thể. Anh sẽ chọn x bằng 10 nhá. Chọn x bằng 10. Được chưa? Thì trừ x bằng gì các em ơi? Trừ x bằng gì các em ơi? Trừ x bằng gì nhỉ? Khi anh chọn x bằng 10 sao?
Nên chọn x bằng 10 thì trừ x bằng mấy? Trừ 10 đúng không? Em sẽ chọn x một giá trị cụ thể nha. Các bạn nhìn này, anh sẽ hướng dẫn nhá. Anh sẽ bấm câu số đó, anh sẽ bấm ba câu này đi. E, F và G nhá. Ba câu dài dài này nhá. Nào, đầu tiên anh sẽ nhập câu này vào. Sin x cộng tan x, bấm máy tính nhá. Nào, bấm phân số này. Sin x cộng tan x, nhập vào máy tính, được chưa? Sin x cộng tan x, nhập vào máy tính đi. Chia cho cos 2x trên cos 2x. Ok, các em nhập được cái này vào máy tính chưa? Nhập được rồi đúng không? Rồi, bước 1 là nhập máy tính nhá. Nhập này. Nhập máy tính được chưa? Nhập biểu thức này vào máy tính được chưa? Bước thứ 2 nào. Em can nào, ấn nút can cho anh nào. Ấn nút can nhá. Em ấn nút can này chưa? Can chưa? Can x bằng 10. Em cho x bằng 10 đi. Nào, can x bằng 10 nào. Kết quả bao nhiêu các em ơi? Kết quả bao nhiêu đây? 0,372 đúng chưa? Đấy, kết quả là 0,372 chưa? Ok, kết quả là 0,372. Nào, tiếp tục anh can tiếp x bằng trừ 10. Nào, can tiếp, ấn nút can tiếp. Người ta hỏi x bằng bao nhiêu? Anh thay bằng trừ 10 nhá. Là trừ x được chưa? Kết quả bao nhiêu các em ơi? Âm 0,bao nhiêu? Âm 0,372. Đúng không các em? X bằng 10 thì bằng này đúng không? X bằng trừ 10 thì này đúng không? Các em nhìn hai số này này nhau với nhau các em ơi. Đây là fx, đây là f trừ x chưa? Hai kết quả này nhau với nhau. Đối nhau thì là hàm gì các em? Hàm lẻ đúng rồi. Vậy các em kết luận đây là hàm lẻ. Hàm lẻ nhá. Các em hình dung được không? Bây giờ cách làm chưa? Nếu hai kết quả bằng nhau thì hàm gì các em? Hàm chắn. Nào, bây thử câu g đi. Thử câu g nhá. Nào, 1 cộng sin bình 2x. Nào, 1 cộng sin bình 2x. Thử câu g nhá. Sin bình. Đấy. Sin bình 2x thì các em bấm sin 2x rồi mũ 2 ở ngoài nhá. Cộng 1 cos 3x. Nào, can nhanh luôn, các em nhìn phát biết ngay. Ấn nút can nào. Can x bằng 10. Kết quả là bao nhiêu đây? Không phải bao nhiêu các em ơi? 598 đúng chưa? 598 can tiếp. Bạn nào quên thì viết ra nháp. Can trừ 10. Kết quả là gì đây? 0,598. Hai kết quả này nhau với nhau. Bằng nhau thì hàm gì các em? Hàm chẵn, chính xác, hàm chẵn. Căn hiểu đúng không? Tương tự anh thử câu F nhá. Căn hình đúng không? Cách làm không nhỉ? Nhập vào máy tính được chưa? Thay hai số 10 và trừ 10 rồi kiểm tra kết quả. Bằng nhau thì là hàm chẵn, đối nhau thì là hàm gì nhỉ? Hàm lẻ. Nào, vậy anh thử câu F đi. Nào. Nhập vào máy tính nhá. Cos x cộng cotan x. Cotan đúng không? Cotan là 1 trên tan, đúng chưa? Chia sin 2x chưa? Ấn can nào. X bằng 10. Kết quả gì đây? 19,46 chưa? 19,46 không? Can tiếp trừ 10. Kết quả bao nhiêu đây? 13,7 không? Hai số này có bằng nhau không? Không bằng, có bằng, có đối nhau không? Không đối, vậy là hàm gì các em nhỉ? Không chẵn, không lẻ.